Sao? Em của Hoa Hồng hả? Ôi trời đất ơi, mà nó tới đây lúc nào mà nó làm bá trò đó vậy? Đêm qua, lúc cả nhà mình đang say ngủ. Nhưng mà tại sao cha Ru lại giết như vậy chứ? Bởi vì nghe nói cha Ru chú May cãi nhau gì đó, với lại nó muốn chọc tức chú May nên nó giết vậy. Trời đất ơi, già rồi, lớn rồi, đâu phải trẻ con đâu, kỳ cục vậy trời. Bởi vậy. Anh cha Ru đó giờ là vậy mà bà. Hồi đó lúc còn làm trong tiệm cầu vòng á, gây ra biết bao nhiêu là chuyện nữa. Tấn Trùng. Dạ. Tự nhiên cảm thấy có lỗi với chú mày á. Thì bởi bây giờ thấy ngại ghê luôn á. Nhưng mà cha Ru giết như vậy mình có xóa được không anh? Nó giết bằng cái loại mực bay màu. Chừng chút xíu rồi cái màu tự bay đi mất tiêu trơn à, không sao trơn á. Cái gì? Có cái loại giết như vậy nữa hả? Dạ có đó cô. Bất cãi cũng nói là có nữa. Sao đời giờ ngộ quá ha. Gì cũng có chứ. Có hết rồi mẹ ơi. Em cười gì vậy? Đâu đâu có gì đâu. Đâu có cười gì đâu. Đâu cười gì. Khoan, hai người làm gì vậy? Trong cái chuyện này là tôi không có liên quan nha. Hai người tự xử. Bắt đầu. Làm gì vậy? Cầm lấy. Cầm lấy. Lâm lâm. Cầm lấy. Ngươi hãy viết tất cả những gì muốn nói với phái Nguyên Lão vào trong đó, rồi để phòng khách tầng 2. À, chú May còn nói với ngươi rằng là nếu như cần tiếp tục giỡn mặt với chú May một lần nữa, chú sẽ không để yên cho nhà ngươi đâu. Nhớ đó, ta chờ. Chờ cả ngươi nữa. Gì có tôi nữa. Tôi đâu biết đâu. Tấn Trung nè, chú rất là mến con ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho dù là gặp lần đầu tiên, chú không thấy xa lạ gì, mà cứ như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cái cảm giác rất thân thiện, rất gần gũi, như là một người bạn tri kỷ vậy. Chính vì vậy mà chú rất là mến con, thích con. Chú luôn biết ơn con, cảm ơn nhà con. Cảm ơn đã quan tâm tới Suri nè, Dê Dê nè. Cảm ơn đã đưa bắp cải đến cửa hàng làm việc. Nếu con có đuổi gia đình chú ra khỏi nhà đi nữa thì nhà chú cũng sẽ không bao giờ rời khỏi cái nhà này. Con cứ biết vậy đi nha, Tấn Trung. Kỳ ta. Trong vụ này mình đâu có tham gia, mình đâu có biết gì đâu. Tự nhiên bắt mình ghi ghi giết giết. Mình biết giết cái gì bây giờ trời. Trời ơi, sao cho tôi khổ vậy nè. Gì à, xin quan kia. Nè. Nè. Giết xong rồi hả? Hả? Trời ơi, anh có giết gì đâu? Thì giết trước đi. Em có biết gì đâu, giết thôi, giết đi. Giết gì? Em biết giết cái gì? Thì cái gì là cái gì? Thì giết cái gì cũng được. Cái gì cũng được nhưng mà nó là cái gì? Thì cái được cũng có cái gì. Nhưng mà cuối cùng là giết cái gì trong đó? Thì cái gì cũng được. Mà cái gì cũng được nhưng mà cái gì là cái gì? Thì cái được, cái không gì cũng gì nè, giết đi. Không đi đâu mà giờ này không về ta. Hay qua đó bị bắt quánh nè. Trời ơi, mới nhắc nó về liền à. Trời ơi, móc chết linh lắm nha. Sao anh? À, anh có để chỗ đó không? Nhưng mà thế nào bà cũng tới nữa cho coi. Lẽ nào? Còn cái gì nữa? Tại người không biết á. Hồi xưa đó nghe. Mỗi lần mà buồn buồn á, dê dê con của bà đó. Là cái hoài kiếm chuyện hiếp tao hoài à. Mà không phải, ý tôi nói là hai mẹ con nó giống nhau nên thì bà nhây lắm. Nhưng mà con dê dê là con nít, còn bà Chín ý bà lớn, bà là mẹ rồi, lẽ mà bà nhây vậy. Đúng rồi, mẹ là lúc nào cũng hơn con á. Nên vậy bà Chín ý này sẽ nhây hơn dê dê nữa. Chỉ có hai anh em thôi, tao nói thiệt cho người nghe nha. Sao?
Ta sợ bà trên liền hơn ông May. Nhìn mặt nhìn... nhát mà cú. Ngọc Vân, Hoàng Lan. Ủa đâu hả? Vậy đó ha. Đi. Mấy bạn. Anh thấy không? Ủa? Trời ơi, lại ăn hả? Bạn làm gì chậm chạp như rồi vậy? Lo ăn hoài như heo vậy. Ăn nhiều tốt chứ bộ. Trễ giờ học giờ. Đi. Anh Thái Hồ và chị Thu Hà đã trở lại đến khách của mình rồi. Chào em gái. Con đúng là hủ tìm á. Ủa chị Xuân. Chú May. Chú May đi đâu đây? Dạ em tính xuống bếp uống nước. Ngồi đây. Con. Dạ. Làm ly nước ép cho chú May uống. Dạ. Nghe con. Không cần. Chú May uống nước lọc. Dạ để con lấy cái ly. Sao không uống nước ổi nè, nước dâu nè, nước bưởi nè, các loại nước đều ngon hết trơn á. Dạ như em thích uống nước lọc. Uống nước lọc hả? Dạ con mời chú. Cảm ơn con. Mời chú. Chú uống đi. Cảm ơn chị. Uống đi chú. Chú uống nữa không? Uống nữa nha chú. Thôi, được rồi. Đã khác rồi. Ăn gì không? Hả? Muốn ăn món gì? Mẹ, hay là mình đi mua thịt heo quay đi. Heo quay thôi. Heo quay ăn mập lắm. Mình mua thịt bò đi mẹ. Bữa nay làm bò bít tết nha. Không, bữa nay ăn vịt quay đi. Vịt quay hấp dẫn hơn. Nha, ăn vịt quay nha. Cũng được á. Dạ, nói chung là chị cho gì em ăn đó. Dạ em cảm ơn chị. Chuẩn bị. Ngồi chơi. Đi mua vịt quay. Dạ. Đi mua vịt quay. Thái độ khác quá vậy ta. Ây da, hôm qua với hôm nay đối xử với mình khác thiệt. Trên. Mày nè. Theo em thì chúng ta phải viết gì trong cái này? Viết cái gì hả? Nó không có viết chữ nào vô đây hết à. Thì gửi lại cho tụi nó. Mà em thấy tụi nó mắc cười quá. Đã lén lén gửi cho mình rồi thì ít nhất cũng phải viết vài dòng chứ, đúng không? Thôi thì cũng như hồi mình viết trong cái sổ gia đình vậy đó. Tụi mình cũng đâu có biết viết cái gì đâu. Nè, thôi giờ em viết trước đi. Em viết hả? Viết cho cha Ru nó đọc là nó mới biết cách để viết theo. Cũng được. Viết thì đừng có viết cái chửi nó nha. Em biết rồi. Bực bội à. Tụi này nó bày đặt bày điều quá trời à. Bây giờ nó không nói chuyện nữa mà nó kêu ghi viết mà tôi với anh có biết ghi viết là cái gì đâu. Sao anh nói vậy vậy? Đang bực trong người. Bực cũng phải nói cục bực ra để người ta biết người ta bực phụ chứ. Hê hoài. Ý, anh. Cái gì kìa? Ông xấu kìa. Biết ghi gì vậy? Trời ơi, nó ghi gì đâu quá trời ở đây nè. Ai biết gì đâu. Dễ nổi điên không? Thì cầm cái sổ nó tức lên là tức, anh thấy không? Em cũng tức nữa. Nó khi dễ quá trời luôn, nó không thèm nói luôn. Mình ghi giấy quăng vô, ghi sổ quăng vô vậy đó. Nó nói hai anh em bị câm á, không có nói chuyện. Nó khi dễ mà đó. Bây giờ nói bằng cách là ghi vô xong rồi gửi bằng phép thuật vậy đó hả? Viết quá đáng, không thèm nói. Mà nói trước nha, em cũng biết ghi đâu, không biết viết gì đâu nghe. Trời ơi, nó viết gì quá trời, nhỏ nhanh. Để yên coi. Ừ. Nè, đây. Mày viết. Mày viết hả? Trong thời gian qua, ta có cáu kỉnh với người. Quá cáu như cáu kỉnh bình thường cho được, đúng không? Thực ra không phải vì ghét người, mà vì nhà phép thuật đột biến. Xạo nhiều khi vì lý do đó. Mày nó xạo lắm. Ta giận quá mà vậy thôi. Có lẽ ta trở nên căng thẳng và nhạy cảm do chuyện thế giới phép thuật và thế giới con người bị ngăn cách. Ủa bộ giận cái muốn chửi ai, muốn làm gì làm hả? Đúng rồi. Lợi dụng giận chửi người ta. Chúng ta cùng ở
hợp sức lại để nhanh chóng mở cửa của thế giới phép thuật và thế giới con người đi nha. Mày thôi mày đi nha rồi thôi làm cái thân mày á, phép thuật thì cao cường chữ viết xấu quá. Thằng này không có đi học. Có chứ. Có nó mới biết viết. Hay không biết viết đâu. Vậy sao từ đầu không nói luôn đi, đúng không? Đúng rồi. Giờ tự nhiên viết kêu hợp sức lại. Anh hình như nó ân hận á. Có thể. Anh hả? Bây giờ nó đã viết đơn qua, nó năn nỉ, nó cầu xin, nó ôn hòa với mình, thì mình phải trả lời lại với nó chứ. Đúng rồi. Mà mình phải trả lời sao? Thì mình viết lại, mình trả lời lại. Mà là ai viết? Em viết. Giỡn hoài. Em biết viết chết liền á. Trời bữa nay nắng quá. Hay là mình vô căn cứ chơi đi. Thôi, tưởng chơi căn cứ hay là qua tiệm của ba bạn đi. Qua cửa hàng của ba mình hả? Ừ. Đi, đi. Hay quá. Bạn chơi đủ rồi, thôi mình về đi. Đi. Đi về đi mà. Cho mình chơi chút nữa đi. Thôi, về đây. Chơi chút nữa đi. Hải Minh, thôi ngày mai con tới con chơi nữa nghe. Ủa, ngày mai tới chơi được nữa hả chú? Ừ. Thôi về. Ngày mai tới chơi nữa hả chú? Ừ. Vậy con về nha. Ừ. Thấy thương chưa? Hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy dễ thương hết biết vậy đó. Ê, ngày mai học xong qua cửa hàng của ba bạn nữa nha. Mình không đi đâu, bạn đi đi. Bạn phải đi thì mình mới đi được chứ. Không, đi đi mà. Ba bạn nói á, ngày mai tới nữa mà. Mình đã nói là không rồi mà. Ngọc Yên, đi đi mà. Ngọc Yên. Sao? Believe Magic. Dạ đúng rồi, đó là nhóm những người tin vào thế giới phép thuật. Bộ chú không biết hả? Câu lạc bộ đó bây giờ đang hot nhất trên mạng internet luôn á. Bạn con nè, là chủ tịch của nhóm đó đó. Những người tin thế giới phép thuật. Dạ, đúng rồi đó chú. Tụi con tin rằng thế giới phép thuật cũng tồn tại với thế giới của con người chúng ta vậy á. Chú. Hả? Chú muốn gia nhập không? Con mới gia nhập hôm nay á. Thôi, chú lớn rồi chú phải nít đâu mà gia nhập gì mấy cái đó. Đâu, tại chú không biết á, chứ toàn người lớn không à. Thiệt hả con? Dạ. Chú biết không, 80% hội viên bên con á là các thanh niên từ độ tuổi khoảng 20 đến 30 á. Mà tụi con tin rằng giữa thế giới phép thuật với thế giới con người của chúng ta có một mối quan hệ vô cùng khẩn mật. Quan hệ khẩn mật hả con? Dạ. Chú. Bác Cải. Đây là bạn của mình á, tên là Minh Trang. Chào. Đây là gì, chủ tịch của cái nhóm hội đoàn câu lạc bộ gì mà tin phép thuật gì đó. Ủa, cái gì phép thuật? Đang kể cho chú nghe, nói là thế giới phép thuật với lại thế giới loài người hình như có cái quan hệ khẩn mật gì đó thì chú không hiểu lắm. Con, quan hệ khẩn mật là sao con? Tức là hai bên đi qua đi lại với nhau á hả? Dạ, quan hệ khẩn mật á là do là thế giới phép thuật sẽ sử dụng ánh sáng của thế giới con người để có thể tồn tại được đó chú. Ừ, mà nghe đâu á là thế giới phép thuật còn chia làm hai phái nữa. Thú vị thì nghe cũng có thú vị thiệt, nhưng mà chú không có tin chuyện này đâu con ơi. Dạ, ban đầu á thì cũng có nhiều người không có chịu tin giống như chú. Nhưng mà không nhất thiết là phải tin. Một phần vì sự tò mò, một phần vì thú vị, nên tụi con mới tìm tài liệu để nghiên cứu thôi. Mà con nghe đồn á là thế giới phép thuật đang có một cái chuyện gì hình như là lớn lắm. Chuyện lớn là sao? Trang cũng không rõ nữa. Nhưng nghe các hội viên trong nhóm mình nói á là thế giới phép thuật đang gặp một sự cố như là nghiêm trọng lắm. Cô gái này là ai vậy ta?
Trời ơi, thiệt càng nghe càng hoang mang, rối quá con. Thôi bắt cả một cái, vô trong phụ chú kiểm tra hàng lại coi. Hình như hàng giao tới không có đủ gì kìa. Dạ dạ dạ. Thôi chú vô nghe con. Dạ. Trời ơi, hoang mang quá. Năm rồi nè. Cái anh bắp cải gì đó là nhân viên của cửa hàng mình hả? Ừ, ảnh sống trên tầng 2 nhà mình á. Ủa, vậy là sống chung nhà với bạn luôn hả? Ừ, đúng rồi. Ảnh sống một mình hả? Đâu có đâu, bắp cải sống chung với ông nè, với ông chú, với dì, với chú, với cô, với hai đứa em họ mới về nước nữa. Về nước? Mà Năm Rô có biết ở đâu không? Nè, làm gì bạn quan tâm tới bắp cải dữ vậy? Thôi đi nha. Bộ bạn thích cái bắp cải đó hả? Mình đã nói rồi á, bạn đừng có tò mò về bắp cải quá đó nghe chưa. Bạn đừng có lo, Trang á, Trang có thích những người như vậy đâu. Với lại Trang có bạn trai rồi, yên tâm đi. Vậy thôi Trang về nha, ở lại trong cửa hàng đi. Ừ, bye bye. Bye bye. Ê bắp cải, bạn đừng có nói là con người ta có bạn trai rồi đó. Gì? Bạn trai mà kệ chứ. Mình đâu phải là người dễ dãi đâu. Bạn nhìn đi, trời ơi, gái gì đâu để tóc vàng khè, nhìn là biết không phải người đàng hoàng. Ủa mà nói nghe nè, bạn với cái bạn đó đó quen nhau lâu chưa? Cũng lâu rồi. Mà mới gặp lại hồi trưa này à, ăn cơm chung á. Xong cái mới biết nó là chủ tịch của nhóm gì Believe Merit á. Ủa, vậy bạn có tham gia cái nhóm đó không? Mới có. Trời ơi, tham gia chứ vậy? Vô duyên, tham gia kệ tôi. Ê, mà từ trước tới giờ á, mình cứ nghĩ là thế giới phép thuật á chỉ là tồn tại trong cái chuyện thiếu nhi thôi. Nhưng mà khi nghe Trang kể á, thì hình như là nó có thiệt hay sao á. Ê, mà nếu nó có thiệt á chắc vui lắm ha. Ê, bạn tham gia luôn đi. Sao suy nghĩ hoài không ra ta. Em nhớ hồi xưa mỗi lần mà gặp chuyện á, mà hồi em ở với chị hai em á, mỗi lần mà gặp chuyện em là người đầu tiên là có những suy nghĩ hay lắm. Từ khi mà gặp anh rồi á thì... Gặp anh sao? Hình như lây á. Lây gì? Lây cái ngu của anh, suy nghĩ hoài không ra. Trời ơi, bây giờ có im lặng để người ta suy nghĩ không? Có rồi. Có rồi hả? Có rồi. Sao? Ghi đi, ghi đi. Ê, em ghi hả? Ừ, ghi đi. Trời ơi. Hai đứa mình ghi chung luôn. Ghi sao? Ghi vô. Ghi sao? Nó không ra. Đây. Ghi hả? Ừ, ghi vô đây. Tôi trả lời. Xong chưa? Rồi. Bắt đầu nha. Rồi, đọc. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy hả? Ghi đi. Tôi cũng vậy. Xong chưa? Xong rồi. Rồi vậy đó. Xong rồi đó. Trời ơi, tưởng anh suy nghĩ gì hay. Ăn theo người ta không hà. Thì vậy được rồi. Cái gì vậy? Của cha đù nó giết đó. Cha ru là thiệt tình à. Nhiều cười dữ vậy. Anh đọc đi. Cha ru giết đó. Tôi cũng vậy. Thằng lau cá chứ. Ông chú. Ông có biết gì về những người tin vào thế giới phép thuật không? Những người tin thế giới phép thuật là ai vậy? Anh có biết không? Không, anh không biết nhà phép thuật đó. Dạ, đó không phải là nhà phép thuật, mà là con người. Nói chính xác hơn, đó là một nhóm người tin vào thế giới phép thuật đang tồn tại ở đâu đó. Những người tin vào thế giới phép thuật hả?
Dạ. Hồi nãy bạn của Năm Đô có tới cửa hàng. Và cái người này là chủ tịch của cái nhóm Billy Magic ở trên mạng thì phải. Câu lạc bộ Internet hả? Chúng ta đều biết là từ trước giờ mọi người đều quan tâm đến thế giới phép thuật mà. Dạ, không chỉ là quan tâm thôi đâu, mà còn là biết rất rõ về thế giới của chúng ta nữa. Nhất là biết được thế giới phép thuật được chia làm hai phe và được cung cấp ánh sáng từ thế giới con người. Và biết rất rõ là thế giới phép thuật chúng ta đang gặp vấn đề nữa. Có chắc là con người không? Dạ, nhìn giống con người lắm. À, có khi nào là do nhà phép thuật đột biến gen biến thành con người không? Không. Nhà phép thuật đột biến gen bao giờ lấy được hình thể thì mới có thể biến thân thành con người được. Nhưng nếu là con người thì làm sao có thể biết rõ về thế giới phép thuật chứ? Con cũng thấy vậy. Nhưng mà con cảm thấy được là cái ánh mắt người này nhìn con có một cái gì đó không được bình thường cho lắm. Năm Rô hả? Bạn đang ở đâu vậy? Vậy hả? À, Năm Rô nè, hôm nay ba bạn mình đi hết rồi nên không có ai ở nhà hết trơn á. Mình định hỏi bạn là mình qua nhà bạn ngủ có được không vậy? Vậy hả? Vậy mình đang ở nhà bạn luôn nè. Ừ. Ừ vậy nha, chị chút xíu gặp bạn nha.